Hôm nay thì chú sẽ chia sẻ với các cháu về cách để mình tạo ra được những cái kịch bản nhỏ mà phát triển từ bất kỳ cái gì. Như chú đã từng nói thì tất cả những câu chuyện đều xuất phát từ một tình huống chi tiết, từ một câu nói, từ một câu thơ, từ một vật dụng nào. Chúng ta đều có thể sáng tác ra một câu chuyện. Và ví dụ bây giờ, một ai đó đưa cho chú hai cái hạt dưa, nói rằng bạn hãy sáng tác cho tôi một cái chuyện đáng yêu đi. Chú sẽ bắt đầu thế nào các cháu biết không? Và một ngày đẹp trời, có hai hạt dưa nằm trên một cái cọng rễ cây. Bất ngờ, có một con chim đậu xuống và cắp cái rễ cây, bay vọt lên bầu trời. Và con chim bay lên một cái độ cao rồi bay vọt qua cái dòng sông. Hai anh em hạt dưa rất lo lắng, không biết sẽ như thế nào. Thì bỗng gặp một cơn bão nhỏ và con chim liệng mình để tránh qua cơn gió. Hai anh em tuột tay ra khỏi cái cọng cỏ đó và rơi vào trong gió. Hai anh em cố gắng rơi gần nhau nhất. Hai anh em rơi qua cả Vũng Tàu này, Đà Lạt này. Rồi hai anh em bỗng gặp một cơn gió xoáy nhỏ nữa. Và hai hạt dưa anh em tách nhau ra. Và người em chỉ muốn nói: anh ơi, em sẽ mọc về phương Nam. Và người anh bay về phương Nam, nói với em rằng anh sẽ mọc về phương Bắc. Và rồi hai anh em hạt dưa theo cơn gió quấn đi về hai phương. Và sau cái cơn mưa, sau cơn gió, sau cái đêm đấy, cả hai anh em đều thức dậy, mỗi người một phương trời, đều nhớ đến nhau. Và cái mầm nhú lên, và người em bắt đầu vươn cái mầm đi về phương Nam mọc. Và người anh cũng vậy, mọc về phương Bắc. Rồi cứ ngày này qua tháng khác, năm này qua năm khác, những hạt dưa cứ mọc, rồi ra quả, rồi lại mọc, rồi ra quả, và rồi lại mọc. Cứ như vậy, qua nhiều năm trời, qua bao nhiêu miền trù phú, qua bao nhiêu miền khó khăn, qua bao vùng đất cằn cội, và qua bao nhiêu những bão tố. Và rồi cũng đến một ngày, hai anh em tìm thấy nhau, và hai cái cây dưa bắt đầu vươn tới. Hai hạt dưa đã ôm chầm lấy nhau, hai cái ngọn dưa quấn chặt lấy nhau. Và sau bao nhiêu năm tháng ngày tháng, hai hạt dưa thành hai cây dưa đã gặp được nhau tại hai miền. Nếu câu chuyện đó viết từ những nhà viết kịch bé xíu tí hon như các cháu thì nó vô cùng đáng yêu. Bởi vì các cháu sẽ nhìn thấy cái sự trong trẻo đó, và đó cũng có thể tạo ra được một câu chuyện. Các cháu có thể không làm thành phim được, nhưng các cháu có thể kể được, các cháu có thể vẽ ra được, rồi mô tả nó trở thành một câu chuyện rất là đáng yêu. Bây giờ cho chú một cái bút. Từ cái bút đấy, chúng ta sẽ phải nghĩ ra một câu chuyện. Thì chú nghĩ xem thế này. Có một cây bút bi màu hồng rất đẹp của một bạn tên là Thương Thương. Trong khi buổi chiều vội vã bạn đạp xe trở về cái con ngõ nhà mình, thì cái bút bỗng tuột rơi. Và cái bút đi rơi vào cạnh bên bờ đường dưới gốc một cái cây bàng. Và đêm đó cây bút rất là buồn, bởi vì nhớ bạn, nhớ cái người chủ của mình. Và có một cơn gió thổi đến, có những chiếc lá bàng màu vàng rất đẹp. Và cây bút nghĩ ra một cách rằng mình sẽ viết lên: tôi là cây bút của bạn Thương Thương, tôi rất nhớ bạn, giờ đây tôi đang ở gốc cây bàng. Và rồi một cơn gió nó thổi đến, chiếc lá bàng bay vút lên. Và rồi chiếc lá rơi xuống một cái sân, một khu tập thể. Một cậu bé nhìn thấy chiếc lá và rất bất ngờ khi nhìn thấy tôi rất nhớ Thương Thương. Và rồi cậu bé chợt nhận ra cái người bạn Thương Thương ấy không học cùng lớp mình, nhưng ở trong trường mình. Và cậu tìm đến cái người bạn tên là Thương Thương, học lớp 1A. Và rồi đưa cho Thương Thương chiếc lá. Thế là buổi chiều khi tan học về, Thương Thương đạp trên con đường. Và Thương Thương nhớ rằng trên con đường mình trở về có một cây bàng. Và cô bé dừng lại đi tìm chung quanh. Và rồi Thương Thương giật mình, rất xúc động, thấy chiếc bút màu hồng của mình đang gác đầu lên một viên gạch rất nhỏ và đang chờ Thương Thương. Và Thương Thương cầm chiếc bút lên, nói với chiếc bút rằng là: cảm ơn cậu, tớ đã tìm được cậu. Và bất ngờ cây bút dựng lên trước mắt Thương Thương. Cây bút viết lên một dòng: tớ là chiếc bút của Thương Thương. Và kết thúc cái câu chuyện ở đó. Thì qua hai câu chuyện của chú, một cái ví dụ mà hoàn toàn tự nhiên, chú muốn nói với các cháu rằng là chúng ta hoàn toàn có thể sáng tác bất kỳ lúc nào. Các cháu bắt gặp một cái ảnh cũ,
các cháu có thể sáng tác từ một câu chuyện, từ cái ảnh cũ. Các cháu có thể nhìn thấy một chiếc lá khô được vẽ trên đó, chúng ta có thể sáng tác được một câu chuyện ở trên đó. Các cháu có thể nhìn thấy một chiếc bát bị vỡ, các cháu vẫn có thể sáng tác. Hay các cháu nhìn thấy một chiếc xe đạp mà chiếc yên không còn ở trên chiếc xe, chúng ta vẫn có thể sáng tác một câu chuyện ở trên cái xe đó. Các cháu quan sát và cố gắng tìm các cái mối liên hệ. Tại sao chiếc xe lại không còn yên? Tại sao chiếc lá lại có cái chữ nhớ thương thương? Tại sao hai chiếc giày mà chỉ còn lại một chiếc giày? Và tại sao hôm nay mẹ khóc? Tại sao hôm nay bố buồn? Và các con cứ viết đi viết lại. Các con đừng bao giờ nghĩ rằng mình sẽ viết một cái câu chuyện ngay lập tức cho nó xong. Không, hôm nay các cháu viết được một dòng, rồi ngày mai các cháu lại viết tiếp, không có gì vội vàng. Và cứ như vậy, ngày qua ngày, các cháu có thể viết được những tác phẩm nó ngắn, xinh xắn, rồi các tác phẩm dài, rồi các cháu sẽ trưởng thành theo thời gian, theo mơ ước của mình. Bởi vì các cháu phải hiểu rằng là gia đình các cháu là những câu chuyện đẹp. Các cháu là những câu chuyện đẹp. Câu chuyện ấy có kịch tính hay lãng mạn, câu chuyện này âm thầm hay sôi động, đó là những câu chuyện thú vị, đó là những tác phẩm thú vị. Các cháu có thể chia sẻ với chú và cộng sự của chú để tạo nên những bộ phim đáng yêu.